Xin chào các bạn, tôi là Đỗ Hoàng An, địa chỉ email andh2007a@gmail.com. Trong video này, tôi sẽ giới thiệu với các bạn tổng quan về những chức năng chính của Webmagic. Nội dung tôi muốn trình bày với các bạn ngày hôm nay bao gồm tạo website từ web gallery, tạo website từ web template, theo dõi các request ở trong Webmagic, thiết lập cấu hình để chạy website, duyệt các file, quản trị cơ sở dữ liệu, sử dụng report, public website lên host và chạy website ở trên local machine. Để cài đặt và sử dụng ứng dụng mã nguồn mở đã có sẵn, chúng ta sử dụng chức năng Sign from the Web Gallery. Các bạn click vào Sign from Web Gallery. Như các bạn thấy ở đây, đã có sẵn rất nhiều ứng dụng mã nguồn mở sẵn sàng để chúng ta tải về và cài đặt ở trên máy cục bộ. Các bạn có thể sử dụng luôn như .NET Node, WordPress, Umbrella, Joomla. Chi tiết về việc cài đặt những ứng dụng mã nguồn mở từ trong Web Gallery, chúng tôi xin phép được đề cập ở trong các video sau. Bên cạnh việc sử dụng những ứng dụng mã nguồn mở đã có sẵn, Webmagic cũng hỗ trợ việc xây dựng website từ đầu. Để làm điều này, tôi click vào chức năng Sign from Template. Như các bạn thấy ở đây, Webmagic cung cấp cho chúng ta hai lựa chọn. Chúng ta có thể tạo website trắng và sau đó add những file cần thiết, hoặc chúng ta có thể tạo ra những website từ những template đã sẵn có. Để tiết kiệm thời gian, tôi chọn tạo website có sử dụng template Bakery. Tôi nhập vào tên website là Bakery và click vào OK. Các bạn có thể thấy sau khi tạo website thì Webmagic đưa chúng ta đến Workspace làm việc chính. Như các bạn thấy ở phía trên này, đó là một ribbon menu cho phép tôi nhanh chóng tìm được những chức năng mà tôi cần. Ở phía bên trái là một Navigation Panel hiển thị đầy đủ các chức năng chính của Webmagic. Tính năng Request trong Webmagic cho phép chúng ta xem trạng thái của những request. Như các bạn thấy ở đây, một request từ client lên Webmagic sẽ được hiển thị các thông tin như trạng thái, phương thức là GET hay POST, URL, request, thời gian xử lý trả về và thời gian request. Những thông tin này rất hữu ích trong trường hợp website đang chạy và có lỗi xảy ra. Chúng ta có thể xác định xem lỗi xảy ra ở đâu và từ đó có biện pháp khắc phục. Setting là phần cho phép người sử dụng xác định các cấu hình cần thiết để vận hành website. Webmagic cho phép chúng ta cấu hình các thông số kỹ thuật của site như đường truyền bảo mật SSL, nền tảng .NET Framework, hỗ trợ PHP hay không. Chức năng File cho phép chúng ta quản lý các file được tạo ra trong website. Webmagic hỗ trợ rất nhiều các định dạng file khác nhau như CSS, HTML, CSHTML hay JavaScript. CSHTML là một định dạng file đặc biệt cho website. Trong định dạng file CSHTML, bên cạnh những mã code thông thường HTML, JavaScript thì còn chứa những đoạn code được lập trình trong web và được hỗ trợ bởi view engine có tên là Razor. Chúng ta thử mở một file code và các bạn sẽ thấy các cái code của Razor View. Một điều đáng nói ở Webmagic đó là trường hợp tôi cảm thấy rằng ứng dụng của tôi cần phải được mở rộng. Khi đó Webmagic cho phép chúng ta chuyển ứng dụng sang Visual Studio. Bạn có thể làm điều này bằng cách click vào chức năng Visual Studio. Các bạn sẽ thấy website của chúng ta đã được mở ra ở trong môi trường Visual Studio. Trong Webmagic được tích hợp sẵn cơ sở dữ liệu SQL Compact. SQL Compact như là một phiên bản thu gọn của SQL Server, lưu trữ dữ liệu dưới dạng file và được thiết kế đặc biệt cho ứng dụng chạy độc lập. Việc quản trị SQL Compact cũng vô cùng dễ dàng. Ta có thể tạo mới cơ sở dữ liệu, tạo mới bảng hoặc thậm chí là edit dữ liệu sẵn có. Webmagic cũng hỗ trợ cho phép chúng ta kết nối trực tiếp tới cơ sở dữ liệu SQL Server và MySQL. Các bạn có thể chọn SQL Server 2005, 2008 hoặc là MySQL 5x, 6x. Trong trường hợp cần thiết, chúng ta hoàn toàn có thể nâng cấp
cơ sở dữ liệu từ SQL Compact lên SQL Server rất nhanh chóng và được hỗ trợ sẵn ở trong WebMagic. Với những ứng dụng mã nguồn mở có sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL thì chúng ta cũng chỉ việc cài thêm MySQL là có thể sử dụng luôn. Các bạn click vào Report. Các bạn tạo mới một Report. Chức năng Report sẽ thực hiện việc phân tích website của chúng ta và sẽ đưa ra các thông số. Như các bạn thấy ở đây, về Performance sẽ cho chúng ta biết được tốc độ tải của website xuống client. Một điều rất đáng lưu ý nữa đó là chức năng report cũng cung cấp những cái tip cho phép chúng ta có thể tối ưu hóa website phù hợp với các máy tìm kiếm để cho phép tăng độ ranking. Một điểm rất đáng lưu ý của WebMagic đó là hỗ trợ chúng ta việc tìm kiếm các hosting nền tảng công nghệ của Microsoft. Chúng ta click vào Publish File Web Host. Khi đó chúng ta sẽ thấy một website cung cấp các dịch vụ hosting. Sau khi lựa chọn được hosting như ý muốn, tôi sẽ publish website lên host bằng các công cụ đã tích hợp sẵn ở trong WebMagic. Chúng ta click vào Publish. Ở đây các bạn điền vào những thông tin mà dịch vụ hosting đã cung cấp như là protocol, server, username, password, site name. Sau khi đã hoàn tất việc điền các thông tin thì website sẽ được publish lên mạng. Muốn chạy thử website ở trên máy local, nếu như trong máy của chúng ta chưa cài một web server nào cả thì các bạn có thể yên tâm rằng trong WebMagic đã có tích hợp sẵn một web server nhỏ là IIS Express. Đây là một phiên bản tối giản của IIS Server, tuy nhiên vẫn mang những tính năng đầy đủ của IIS và các bạn có thể yên tâm rằng website đã chạy được trên IIS Express thì hoàn toàn có thể chạy được trên IIS. Để chạy website trên máy của bộ, các bạn click vào chức năng Run. Ở đây các bạn có thể chọn bất kỳ một trình duyệt nào mà các bạn muốn, ví dụ như Firefox. Hoặc yeah. Như chúng tôi vừa giới thiệu với các bạn, WebMagic được tích hợp IIS Express, SQL Compact và nền tảng ASP.NET cho phép chúng ta xây dựng website vô cùng thuận tiện và hiệu quả. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những ứng dụng mã nguồn mở đã có sẵn hoặc có thể xây dựng website từ những template đã có. Chi tiết về việc sử dụng WebMagic để xây dựng website như thế nào, chúng tôi xin tiếp tục được cập nhật trong những video sau. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn có vấn đề thắc mắc, muốn trao đổi thêm, xin liên hệ với tôi theo địa chỉ adh2007@hotmail.com.